bấp bênh cuộc sống mơ hồ, lời kính cầu từng ngày quen thuộc, lời mẹ buồn giữa tiếng đạm mồ. Thuyền trôi xa về đâu ai biết, thuyền có về kẻ bến tự do, trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ là ngơ. Thưa quý khán giả, như quý vị vừa nghe trong bản tin, ca nhạc sĩ Việt Dũng vừa qua đời tại Fountain Valley Hospital ở quận Cam, Nam California vào trưa thứ Sáu 20 tháng 12 giờ địa phương, tức là vào 6 giờ sáng nay thứ Bảy giờ Đông Bộ Úc Châu. Phần sơ lược tiểu sử mà quý vị vừa nghe trong bản tin cho thấy, Việt Dũng đã tận tụy cống hiến cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại và cho đất nước trong suốt 39 năm qua rất nhiều công việc do ông gánh vác, như qua vai trò của một ca nhạc sĩ hay một phóng viên, một xướng ngôn viên, luôn tranh đấu cho người tị nạn và cho nhân quyền tại Việt Nam, hay trong tư cách của một người điều khiển chương trình, tức MC của Trung tâm Ca nhạc Asia, một vai trò đã từng khiến ông bị Cộng sản Việt Nam tuyên án tử hình khiếm diện vì lập trường đấu tranh kiên quyết cho nền tự do dân chủ của đất nước. Đến 3 giờ chiều nay, Thanh Vy đã được cô Tuyết Mai, một trong những người bạn thân nhất của Việt Dũng thuộc phong trào Hưng Ca Việt Nam, một tổ chức tập hợp những văn nghệ sĩ đấu tranh đã hoạt động liên tục từ năm 1985 tại Nam California, cho biết Việt Dũng đã ra đi đột ngột nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Và trong suốt những năm tháng cuối đời, dù mang nhiều chứng bệnh ngặt nghèo, người nghệ sĩ tài hoa này vẫn luôn gắn hết sức mình để phụng sự quê hương đất nước. Ô Dũng, mấy ngày hôm nay thì nó cũng hơi mệt mệt, thì sức khỏe của em nó lúc này nó yếu lắm chị. Thì anh em Hưng Ca thì tụi này gần với Dũng thì cũng biết là bác sĩ cũng đã chê Dũng lâu lắm rồi, tại vì em nó bị tim, rồi nó lại bị tiểu đường rất là nặng. Và đồng thời cái tim nó không có nuôi được lục phủ ngũ tạng, thành ra thang lục phủ ngũ tạng của Dũng là nó cũng từ nó bị phá hết rồi. Thì tụi này cũng biết là Dũng nó sẽ ra đi bất cứ lúc nào, nhưng mà chỉ có cầu nguyện là cho em nó được ra đi một cách thanh thản, nhẹ nhàng. Thì sáng nay đó Dũng nó dậy thì nó có than lắm, mệt thì nó không xuống đài làm việc, thay vì nó xua ra đài Radio Bosa thì nó không có ra đài. Thì vợ Việt Dũng có nói là thôi anh, thì em ở nhà với anh, thì Việt Dũng cũng muốn, Việt Dũng nói anh không sao đâu, em cứ đi làm đi. Anh nghỉ một chút là xong ngay đó mà. Thì con bé đi làm thì ở nhà Dũng nó gọi 911. Thì trong khi nó gọi 911 xong nó ra nó mở cửa cho 911 thì em nó té xuống nó đi luôn chị. Thì mẹ Việt Dũng nó không nghe Dũng nói chuyện trên đài, thì mẹ Dũng nói là mẹ cũng không thấy nó nói trên đài, mẹ nóng ruột cho mẹ gọi vào đài hỏi Minh Phượng, thì Minh Phượng nói Dũng không có đi show và Dũng cũng không có vào đài. Thì mẹ nóng ruột quá, tự nhiên mẹ nóng ruột quá mẹ chạy lại nhà, thì khi mẹ đến nhà thì mẹ thấy ambulance đã đậu ngay trước cửa rồi. Còn vợ Việt Dũng thì đi tới sở, tới trường dạy xong thì nói là em nóng ruột quá em không chịu, ổng đuổi em đi thôi, em chắc em gọi về cho ổng, thì em không thấy anh Dũng anh trả lời điện thoại. Thì lúc mà con bé gọi về đó thì là Dũng lại gọi cho 911, thành ra không có nhận được điện thoại của Việt Dũng, điện thoại bị bận. Thì con nhỏ nó nóng ruột nó chạy về, thì nó nói về tới nhà thì thấy ambulance rồi, thì nó chạy thẳng vào nhà thương thôi. Dũng nó đi một cách nhẹ nhàng lắm. Dạ vâng, vậy thì cũng mừng cho nhạc sĩ. Chị vừa nói rằng là Việt Dũng bị chứng bệnh tim và chứng tiểu đường nặng và có thể ra đi bất cứ lúc nào theo lời của bác sĩ là như vậy. Vậy thì Việt Dũng có chuẩn bị gì cho ngày ra đi của mình hay không ạ? Dạ có chị, Việt Dũng đã biết cách đây 5-6 năm về trước rồi. Một vài anh chị em thân như Tuấn Minh, Tuyết Mai, Nguyệt Ánh với lại một số anh chị em Hưng Ca cũng đều biết bệnh tình của Việt Dũng. Riêng Tuấn Minh, Tuyết Mai và Nguyệt Ánh là những ba người gần với Việt Dũng nhất. Thì tụi này sau này có khuyên Việt Dũng là bớt làm việc lại. Thì Dũng nó nói là em không còn, thời gian của em không còn bao lâu, mấy anh mấy chị đừng có cản em nữa để em làm. Thì Dũng nó đều biết hết và nó chuẩn bị, nó đều sắp xếp mọi chuyện hết đó chị. Chuẩn bị tinh thần trước rồi, chứ không phải là Dũng không biết là Dũng sẽ ra đi bất cứ lúc nào đâu. Dạ, thưa chị, nhịp độ làm việc của Việt Dũng lúc sau này so với trước đây thì là như thế nào ạ? Thưa chị, sau khi Việt Dũng biết là Việt Dũng sẽ đi bất cứ lúc nào, thành ra Việt Dũng còn làm việc nhiều hơn ngày xưa nữa. Việt Dũng nói là em còn quá nhiều việc phải làm, thành ra em phải làm trước khi em nhắm mắt. Thành ra nhiều khi thấy Dũng làm việc mà tụi này xót ruột lắm. Tụi này cứ cản nó em đi nghỉ đi, nó nói em khỏe mà chị.
Em không sao hết, để em nghe làm. Thì ngay cả vợ Việt Dũng mà khi nó thấy Dũng làm việc nhiều quá, nó cằn nhằn, thì Dũng nó nói em cũng chẳng hiểu gì cả, anh khỏe mà. Thì thật ra đó, mấy năm nay, 2-3 năm nay Dũng nó bị light stroke nhiều lần lắm. Yeah. Nó mệt, mà nó mệt lõa ra. Thì mỗi lần Dũng nó mệt á, thì nó tự, sau này Dũng có được một ông thầy thuốc bắc, thì Dũng nó nói mỗi lần em mệt thì em chạy xuống thầy em hút thuốc. Thì có 2-3 lần thì thầy bảo là mày xuống trễ một tí là con chết rồi đó con. Ừ. Ông bảo là cái tim em nó đang bị có bị nghẹt, thành ra vào cái thầy đè Dũng ra, thầy châm cứu liền cho Dũng. Ừ. Thì Dũng nói là sau khi mà thầy châm cứu cho em rồi thì em thấy người em nó nhẹ nhàng đi. Thành ra sau này mà cứ mỗi lần Dũng nó hơi mệt á là nó chạy xuống thầy. Rồi nó mà Dũng nó uống thuốc đều lắm, nó vẫn uống thuốc đầy đủ chứ không phải là Dũng không uống thuốc. Nhưng mà Dũng biết là thuốc men chỉ có tạm thời kéo cho Dũng một thời gian nữa để Dũng làm những việc Dũng muốn làm thôi. Nhưng mà em nó thì vẫn than là trời ơi, công việc thì nhiều quá mà không biết bao giờ mới làm cho xong. Thành ra sau này Việt Dũng nó làm việc gấp đôi gấp ba ngày xưa nữa đó chị. Đó là lý do mà Việt Dũng được xem là một người rất có lòng với cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại, cũng là một người mà luôn vận động cũng như hỗ trợ cho các công cuộc đấu tranh về dân chủ, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, cho dù là ở trong bất cứ vai trò gì, nhạc sĩ hay là nhà báo hay là sứ ngôn viên hay là MC vân vân, phải không chị? Dạ vâng, thì Dũng nó lo nhiều chuyện lắm chị, tại vì ngoài những cái việc nó làm cho đài, nó đài truyền hình, nó làm cho đài radio, nó sinh hoạt với anh em, rồi nó nghĩa là không có việc, Dũng nó cũng nghĩ ra những cái chương trình lo cho những đồng bào hoặc là những chương trình nào để đấu tranh chống cộng và những anh em trẻ mà cần giúp đỡ, rồi những ca nhạc sĩ trẻ. Và tất cả những cái sinh hoạt từ của hội đoàn, của nhà thờ, của chùa, Dũng nó đều ráng thu xếp thì giờ nó tham dự hết. Nghĩa là lúc nào mọi người cần tới Việt Dũng đều có Việt Dũng hết. Như vậy thì tang lễ dự định sẽ tiến hành như thế nào thưa chị? Thưa chị, thì Dũng mới mất sáng nay thì còn nhiều thủ tục phải lo, thì đã liên lạc với bên nhà quàng với lại bên nghĩa trang. Mai đang trên đường tới nhà mẹ Việt Dũng để mà bà, tại vì gia đình Việt Dũng tối nay có về đây đủ hết, thì mới dự tính là có lẽ là sau Christmas thì mới lo đám tang cho Việt Dũng. Dạ. Và bây giờ chính mẹ Việt Dũng với vợ Việt Dũng cũng chưa biết, tại vì chưa có câu trả lời của bên nhà quàng, thành ra chúng em chưa có biết ngày nào là ngày tang lễ, nhưng mà biết chắc chắn là sau Noel. Đó là lời của cô Tuyết Mai, một trong những người bạn thân nhất của Việt Dũng thuộc phong trào hưng ca Việt Nam tại Nam California. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về tang lễ cũng như về cuộc đời và sự nghiệp của người cố nghệ sĩ đa tài này trong tạp chí Việt Nam tuần qua và tạp chí Mỗi tuần một nhân vật vào 2 ngày tới, Chủ nhật 22 và thứ Hai 23 tháng 12. Mời quý thính giả đón nghe. Và cuối cùng, xin mượn một trong những nhạc phẩm nổi tiếng của Việt Dũng, bài Chúc quà cho quê hương với tiếng hát của chính tác giả, như lời nguyện cầu hương hồn của người con yêu tổ quốc được sớm về với cõi vĩnh hằng. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên 5 ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương sao quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm 3 sấp vải, chị may áo cưới hay rồi chị may áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thênh thang, em ăn cho ngọt vì đời còn nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay. Gửi về Việt Nam nước mắt đông đầy, mơ ước một ngày quê hương tôi sẽ thanh bình. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ gian.
vàng. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ.